Câu hỏi thứ ba, à, Phật tử hỏi rằng con kính bạch thầy, gia đình con có anh trai hy sinh và một chị gái bị chết đuối. Các con cháu định phong mộ lại nhưng vẫn đang phân vân không biết có nên làm thế không? Xin thầy giải đáp cho con. Phong mộ ở đây chắc là xây, đem xây lại đâu, đem xây lại. Được thôi, mình nhất tâm mình làm thì mình cứ làm thôi, đem xây lại cho nó trang nghiêm, cho khỏi trâu bò hay là khỏi trẻ con nó trèo nó dẫm, nó trâu bò nó phá phách thì cái này cũng được. Nhưng các Phật tử chúng ta lưu ý khi xây mộ, có nghĩa xây kín, phong mộ xây kín lại đó, xây kín lại thì nhớ là đừng có xây bịt hết tất cả, mà mình phải để một cái mình gọi là để cái đất nó thông, giữa âm dương nó phải thông nhau. Ví dụ như xây cái mộ dài thì mình sẽ để cái đoạn thì khoảng giữa giữa vào cái nơi bụng, tức là khoảng độ tầm 3 phần 5 từ trên đầu xuống, 2 phần 5 từ dưới chân lên. Cái mộ mình để cho một cái chỗ, cái đất, để cho cái chỗ đất nó bé bé thôi, có thể khoảng độ vuông thì khoảng 15-20 phân, hoặc tròn tròn khoảng độ cái đường kính khoảng cũng 10-15-20 phân gì đó thôi. Cái thì để vào chỗ đó thì mình cắm hương, thắp hương, hoặc có bát hương rồi thì mình cũng vẫn phải để cái đó, để cho cái khí, âm khí và dương khí, âm dương nó có thể giao hòa. Hay mình nói nôm na, xây nhà phải để lại cái cửa, đúng không? Chúng ta làm cả một ngôi nhà, cho dù có to có đẹp đến đâu mà không có cửa thì ra vào thế nào? Đó, phải có chỗ có cửa, ra đóng vào khép. Thì cái chỗ đó thì mình cứ nói nôm na với nhau, nếu mà sau khi mất đi, thần thức của các cụ chưa được đi thoát hóa đầu thai, chưa được về với Phật, hay cũng không phải đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các cụ vẫn ở dưới cái thế giới ấy, tức là cái thế giới mình gọi thế giới tâm linh. À, mình gọi là thế giới gì, quỷ thần hay là ma quỷ đó, hay là ma đó, vân vân đó. Các cụ vẫn ở dưới đó, quay cái ngôi mộ này là cái ngôi nhà của mình, thì cái ngôi nhỏ là nhà đó con cháu nó gì, nó thành tâm nó xây dựng lên cho, thì nó có cổng có cửa để các cụ còn đi ra đi vào. Xây bịt hết bốn bức tường trên dưới vực hết rồi, bịt hết rồi thì lấy đâu chỗ để các cụ đi ra, lấy đâu chỗ để đi ra đi vào. Đó. Nói nôm na như thế để chúng ta thì cũng dễ hiểu. Chứ còn cái này thì thực tế thì nếu mà người học Phật pháp mà sâu hơn, mà nhiều hơn thì giảng khác, nhưng mà đây thì Phật tử thì chắc là mới vào đạo, hoặc là đây là cái việc khỏi cái việc của thế gian, thì thầy cũng lấy cái kiến thức gì giữa Phật pháp và thế gian để trả lời. Cho nên là cái trường hợp này thầy khuyên là thầy nói là có thể xây được, xây được, nhưng mà nên để một cái xây, nên để một cái lỗ ở trên tròn tròn hoặc vuông vuông gì đó, tùy tùy duyên. Ở trên cái phần đỉnh, nếu mà xây mộ tròn thì để trên đỉnh mộ, nếu mà xây mộ dài thì để khoảng 3 phần 5 từ trên đầu xuống và 2 phần 5 từ dưới đầu lên, xin lỗi, từ dưới chân lên. Đấy, thì làm như thế thì không chỉ Phật tử này này đâu, mà tất cả các Phật tử chúng ta nếu biết thì sau này cũng gì cũng nên đi chuẩn bị đến mùa bốc mồ bốc mả cải táng cho các cụ rồi, thay nhà mới cho các cụ trong cái từ tháng 9, tháng 10, 11 trở đi này, tới đây này. Đến cái mùa đó thì chúng ta biết thì cũng đi nói cho con, cho cháu, hoặc cho họ, cho hàng, cho bạn bè, cho người khác. Họ biết rằng xây mộ thì cũng nên để lại cái đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cái phần gì, giữa âm dương giao hòa. Âm dương giao hòa. Giống như thì mình có ngày thì phải có đêm, có mặt trời thì phải có mặt trăng, có ban ngày sáng để làm ăn thì phải có ban gì ban đêm để mà ngủ nghỉ nghỉ ngơi, thì con người ta gì mới khỏe mạnh, mới sống lâu được. Không có làm quần quật suốt ngày á thì chúng ta cũng chết sớm thôi, và ngủ suốt ngày á thì chúng ta cũng mụ mẫm và gì cũng chết sớm thôi. Đó. Câu hỏi đấy xin trả lời như vậy.